Nhật Ba, Dương Dương, Ngô Lỗi, Lộ Tư và các couple được cộng đồng mạng chèo thuyền nhiệt tình. Khi theo dõi phim ảnh Hoa ngữ, chúng tôi phải quằn quèo không thôi về những couple không chỉ có phản ứng hóa học tốt trên màn ảnh mà còn tương tác cực dễ thương ngoài đời thực. Hãy cùng chúng tôi điểm lại xem họ là những ai nhé. Ngô Lỗi, chị Lộ Tư. Nhờ thành công của Tinh Hà Sản Lạn, Ngô Lỗi và chị Lộ Tư trở thành cặp đôi màn ảnh đang hot hit nhất hiện nay. Khi xem phim, chúng tôi cũng phải xuyên xoa vì họ chẳng những đẹp đôi mà còn có phản ứng hóa học hết sức tuyệt vời. Không chỉ vậy đâu nha, từ những hình ảnh được tiết lộ tại hậu trường, hội shipper lại càng quấn quéo vì sự tương tác cực dễ thương giữa Ngô Lỗi và Lộ Tư. Họ chẳng những có quan hệ thân thiết ngoài đời thực mà còn được đạo diễn Tinh Hà Sản Lạn đẩy thuyền, mạnh tay đẩy cả nhà ạ. Vừa qua, Ngô Lỗi và Lộ Tư gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện. Dù không cùng sánh bước trên thảm đỏ nhưng couple Tinh Hà Sản Lạn vẫn khiến người hâm mộ no đường với khoảnh khắc chào tạm biệt nhau. Những hình ảnh đẹp lung linh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và còn leo thẳng lên top tìm kiếm đó nha. Dương Dương, Địch Lệ Nhật Ba. Mùa hè năm ngoái, cặp đôi thần nhan Dương Dương, Địch Lệ Nhật Ba khuấy đảo màn ảnh khi nên duyên trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nói sao nhỉ, mỗi khi họ xuất hiện trong cùng một khung hình, khán giả đều phải mê mệt vì gấp đôi visual. Hơn nữa, Dương Dương, Nhật Ba còn xào couple cực mạnh, khiến khán giả chẳng còn chèo thuyền, vẫn phải chạy phăng phăng. Ô là trời, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cặp đôi Simit ngồi lên đùi nhau, loại thình cực bạo khi tuyên truyền phim mới đấy cả nhà ạ. Vì chính chủ tự đẩy thuyền nên dân tình cũng nhàn lắm, chỉ cần thỏa sức ngắm trai xinh gái đẹp và nhai đường. Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân. Trong mùa hè năm nay, Thương Lan Quyết quả thực là cú hít đầy bất ngờ trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhờ thành công của phim, hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân cũng chính thức bạo hồng, trở thành cặp đôi được công chúng yêu thích và quan tâm. Mặc dù mới đầu Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân cùng gây xôn xao vì có vẻ không hòa thuận thân thiện với nhau cho lắm, thế nhưng dần dần cặp đôi này bắt đầu ngọt từ phim ra ngoài đời, khiến chúng tôi thích thú quá trời luôn. Cặp đôi này còn cùng nhau live stream và ghi điểm với cách cư xử thân mật, nhưng cũng chẳng kém phần dễ thương, đậm chất gà bông đó. Đặc biệt khi tấm background bị đổ, va chạm vào người Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ nhanh chóng an ủi, không đau nè. Có thể nói rằng Tư Đăng là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Trương Bân Bân Cảnh Điềm, giúp họ nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Cặp đôi này không chỉ ghi điểm với tạo hình diễn xuất mà còn tạo chemistry tràn màn hình, khiến lượng fan couple tăng nhanh chóng mặt. Khi lướt qua các diễn đàn giải trí, chúng tôi thấy cư dân mạng đánh giá rằng Trương Bân Bân Cảnh Điềm là couple màn ảnh chiều fan nhất. Không chỉ tạo hình trong lúc tuyên truyền phim mà kể cả khi Tư Đăng đã kết thúc, họ vẫn có những tương tác cực dễ thương, chẳng hề vội vã xé couple như các ngôi sao Cbiz khác. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!